giờ, chúng ta cùng xem một đoạn trong bài hát You Raise Me Up và xác định xem những câu nào có chứa động từ liên hệ và câu nào có chứa nội động từ. Với những câu có chứa nội động từ, các em hãy chỉ rõ các trạng ngữ đi kèm với nội động từ đó thuộc nhóm nào. I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lại lần nữa nhé. Để giúp các em, lần này chúng tôi đã gạch dưới một số mẫu câu cần chú ý. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thân mến, chúng ta cùng chữa bài nhé. Các câu có chứa động từ liên hệ gồm: I am down. I am down. My soul so weary. My soul so weary. I am still. I am still. I am strong. I am strong. Troubles come and my heart burdened me.
And I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Các em thân mến, những câu nào có nội động từ? Đáp án của chúng ta là 1. Troubles come. 2. I wait here in the silence. 3. You come and sit a while with me. 4. I can stand on mountains. Các em chú ý nhé, trong câu 2 và câu 3, phía sau nội động từ có tới 2 cụm từ. Trong câu 2, I wait here in the silence. Chủ ngữ là I, nội động từ là wait, và sau nó là trạng từ here, chỉ nơi trốn, và cụm giới từ in the silence như một danh từ làm bổ ngữ. Câu 3, chủ ngữ là you. Câu có hai động từ song song là come and sit, và trạng từ a while, chỉ thời gian, sau đó là cụm giới từ with me làm bổ ngữ. Troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sau đây là những ví dụ đại diện cho từng loại mẫu câu thuộc nhóm I, intransitive verbs. 1. Lan is reading attentively. Lan is reading attentively. Adverb of manner. 2. People are complaining about the traffic. People are complaining about the traffic. Prepositional phrase. 3. The noise faded away. The noise faded away. Adverbial particle. 4. The room measures 5 meters across. The room measures 5 meters across. Noun phrase.
5. Lan hesitated to phone the office. Lan hesitated to phone the office. 2. Infinitive. Nhìn bảng này, chúng ta thấy rất rõ cấu tạo chủ yếu của mẫu này là subject, chủ ngữ, cộng intransitive verb, nội động từ. Còn các đơn vị đứng sau động từ có thể là một trong năm dạng thức trên hoặc là một trạng ngữ như ở câu 1, một nhóm từ bắt đầu bằng giới từ như ở câu 2, một tiểu từ như ở câu 3 và một nhóm danh từ như ở câu 4 hoặc một động từ nguyên thể có to như ở câu 5. Các em thân mến, mỗi ngày hãy bỏ ra khoảng 15 phút đọc một đoạn nào đó và phát hiện ra những câu có động từ liên hệ và nội động từ. Hãy kiên trì làm bài tập này đều đặn hàng ngày. Bây giờ, xin tạm biệt các em. Goodbye!